Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19 Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 8 năm 2021 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021 như sau. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gồm: số 13/3A, 14E2/3A, 52A1, khu vực 5, phường An Bình. 2. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ gồm: số 169, khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ; số 54, tổ 14, khu vực 6, phường Hưng Phú. 3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gồm: số 86/45A, 339, đường cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa; số 162/34/2, hẻm 154, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới; số 17B/17, hẻm 1, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy; số 3/6, khu vực 1, 22C/10, khu vực 4, phường Bình Thủy; số 332A/14, 336A/5, khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa; số 285/13, 367/16, 385/17, khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa. 4. Các địa điểm thuộc quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ gồm: phường Thới Long, khu vực Hòa Thạnh, Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa; khu vực 4, khu vực 9, khu vực 12, phường Châu Văn Liêm; khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng; khu vực Thới Thuận A, phường Thới An; khu vực Thới Lợi, Thới Đông, Thới Ngân B, phường Phước Thới; khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc. 5. Các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ gồm: khu vực Phụng Thạnh 1, Thới An 2, phường Thuận An; khu vực Thới Thạnh, Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận; khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa; khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt; tổ 10, 19, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt; tổ 13, 14, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt. 6. Các địa điểm thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ gồm: ấp Thới Thuận A, ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai; ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh; ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng. 7. Các địa điểm thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ gồm: số 828, ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền; số 159, ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân; ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân. 8. Các địa điểm thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ gồm: ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới; ấp Vĩnh Tiến, ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh. Đề nghị khẩn trương đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.